Ngày 14 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Về phía thành phố Uông Bí có các đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Cù Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Trường Trung học phổ thông Hồng Đức tiền thân là trường Trung học phổ thông dân lập Ung Bí, được thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 2000. Đến năm 2009, trường đổi tên thành trường Trung học phổ thông Hồng Đức. Ngày mới thành lập trường chỉ có 4 lớp học với 5 cán bộ giáo viên nhân viên, 193 học sinh. Đến nay, chất lượng và quy mô đào tạo của nhà trường đã mở rộng. Năm học 2020-2021, nhà trường có gần 700 học sinh với 19 lớp, 32 cán bộ giáo viên nhân viên. Với mục tiêu giáo dục học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để khẳng định mình. Những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh học tập rèn luyện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông luôn bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 20 năm qua, trường trung học phổ thông Hồng Đức liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Tháng 4 năm 2020, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho trường Trung học phổ thông Hồng Đức. Tập thể nhà trường cùng hai cá nhân vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.